một thanh niên rất là trẻ tuổi đi đứng phải quỳ gối và làm cái gì cũng quỳ gối hết trơn, thì người mẹ chở đi bệnh viện thì nói không có bị gì. Đây là một cái thanh niên 28 tuổi, mà đặc biệt thanh niên này và biết coi tai coi bói như thế nào thì Thanh Trúc không gõ nha. Ở đây là Thanh Trúc quen sao thì chia sẻ vậy. Thanh niên này cầm bàn tay lên và nói cái này cái nọ, thì sự việc thanh niên cầm tay và coi tai như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video, gõ vì sao thanh niên này lại thích coi tai như vậy ạ. Thanh Trúc mời xem gõ video sẽ gõ hơn vì sao thanh niên này mà lại làm như vậy. Và với lại là em đi nhiều tướng hả chị? Nhiều tướng. Tướng gì ví dụ? Què có, sụi có, rồi què rồi không, chứ là đủ hết, đủ các thành phần. Đó rồi. Rồi xỉn say, rồi đủ thứ hết luôn. Mà được, em có nhậu không? Khi nào mà có tiệc tùng gì vui thì nó có. Mẹ thường là có chở đi bệnh viện không? Kỳ lạ, con quỳ gối để đảnh lễ và trả hiếu cho cha mẹ. Ở đây là một em trai 28 tuổi, ngày nào cũng phải quỳ gối, quỳ từ ngoài đường cho vô trong nhà. Thì Thanh Trúc có hỏi bệnh gì không? Thì chị nói là em này không có bệnh gì. Thì không biết vì cái lý do gì, nhưng mà bọn ngủ một giấc thức dậy thì em trai này đi đứng và quỳ gối. Và một ngày đi rất là nhiều kiểu luôn. Thì cái sự việc em trai 28 tuổi như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ xem hiểu rõ hơn ạ. Cái này là mình là lại này là mình đỉnh lễ hay là sao em? Là trả hiếu anh ơi. Là trả hiếu. Trả hiếu thì mình làm mình kiếm tiền mình trả hiếu đi chứ. Như làm chưa được. Vì quỷ quá. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi rồi. Như vậy? 28. Trời ơi, anh còn nhớ mà ông nội. Em cũng quên gì đâu. Đến anh quên em ơi. Thì khám bệnh chưa? Chị có trả đi lên bệnh viện tâm thần rồi em. Rồi người ta khám sao chị? Người ta khám thì ta em nói là cho thuốc uống rồi ở chẳng điều trị hai mấy ngày cả tháng vậy đó. Người ta trả về. Trả về thì cũng đi trang gì đó. Là người, ví dụ là đi có đi bệnh viện rồi. Có đi. Nhưng mà là người ta nói là ta không nói là, người ta không nói gì, ta kêu đem về đi, nó không có gì hết. Ta nói không có gì hết hả? Rồi, cả nhà. Cái em trai này á. Dạ thì cả nhà, anh Trúc á, bữa nay á, có quay một cái hoàn cảnh á, là cái chị gái này nói với anh Trúc á, chị, chị ơi, cho em hỏi chị. Và sao chị điện cho em á, chị nói là có một cái con trai của chị là cứ mà bữa nào cũng lại gì dài vô vậy đó hả? Dạ, bữa nào cũng vậy hả? À, trời. Rồi có cái gì điều gì lạ không vậy? Không, không có gì trên, cứ làm xàm nói chuyện nghe gì, cỏ dưới không à, cỏ trên gì đâu không. Mà đi đủ kiểu gì đó hả? Đi đủ kiểu, đi 24 kiểu mà. Trời trời. Chưa đâu. Sáng ra là phải đi một vòng như vậy đó, đi mà một cháu vòng. Cháu này chị có chở cháu đi khám bệnh chưa? Chị có chở đi lên bệnh viện tâm thần rồi em. Rồi người ta khám sao chị? Người ta khám thì ta em nói là cho thuốc uống rồi ở chẳng điều trị hai mấy ngày cả tháng vậy đó. Người ta trả về thì cũng đi trang gì đó. Là người, ví dụ là đi có đi bệnh viện rồi. Có đi. Nhưng mà là người ta nói là ta không nói chị. Là người ta không nói gì, ta kêu đem về đi, nó không có gì hết. Ta nói không có gì hết hả? Rồi. Cả nhà, cái em trai này á. Xích lên nè chị, xích lên, xích vô chị. Để vậy mình đụng ảnh, ảnh có đánh gì không? Không, không á, bình thường. Có đánh không vậy? Không. Rồi đưa lên bệnh viện là người ta không có nói gì hả? Không. Cái chào cô. Trời ơi. Nó vậy đó. Là cái gì, cái chuyện này nó lạ cả nhà. Đó, bây giờ cứ vậy hoài mà đi mà đâu phải một kiểu đâu, đi nhiều. Nó lại được rồi đó. Là muốn nói gì nói, muốn khóc. Xích lên nè. Cái này là mình là lại này là mình đỉnh lễ hay là sao em? Là trả hiếu anh ơi. Là trả hiếu. Trả hiếu thì mình làm mình kiếm tiền mình trả hiếu đi chứ. Như làm chưa được. Vì quỷ quá. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi rồi. Như vậy? 28. Trời ơi, anh còn nhớ mà ông nội. Em cũng quên gì đâu. Đến anh quên em ơi. Rồi cái người này là gì của anh? Người dân. Bà này nè. Người dân. Người dân. Phải không chị? Trời ơi trời, con của chị đẻ có khai sanh có hộ khẩu đàng hoàng đó chứ. Ông có thấy mẹ nào không nhớ tuổi con không? Ừ. Thấy đẹp trai tính tú rồi dẹt tóc lên coi. Sao không hết tóc đi? Tiền. Chúc cho tiền chịu không? Thôi. Anh trai này rất đẹp trai cả nhà. Cái gì đẹp lắm cả nhà. Trời ơi, nhà thương thầy trai. Tôi nói mấy người nghe chứ phải thôi. Cái này là mình định lễ mình trả lễ cha mẹ hả? Lấy cha, cha mất rồi. Cha mất. Cha còn chị. Cha mất trên tay. Trời ơi.
Thiền ơi. Đi hết luôn rồi. Tới nhà cha nó mất là mất trên tay. Trời ơi, là từ đây vô trong nhà luôn hả? Từ đây vô tới nhà lại. Cái gì? Tôi chứ thấy một cái điều kỳ lạ cái nhà. Cái này em này đỉnh lễ lại gì là lâu chưa chị? Nó lại là tính ra từ ngày phát bệnh tới giờ là nó lại gì? Bao nhiêu rồi? Cũng gần một năm nay rồi. Rồi bây giờ cái hết cái bắt đầu làm lại lại gì đó. Mà mình có đi bệnh viện rồi. Có đi bệnh viện rồi. Nhưng mà người ta nói là bình thường hả chị? Có đi bình thường. Có lấy thuốc được uống rồi có. Em có đỡ không? Lấy thuốc mà uống thì nó chỉ ngủ thôi. Vậy thôi hả? Ừ, nó chỉ ngủ thôi. Nó chị thì nó cũng ngủ trang vậy đó. Trời ơi, đặt con nó bớt bớt cái này là nó mềm luôn mà. Chị có nói gian không bao giờ chị làm. Rồi rồi, mình có đi khám cho em. Thì đó thì chị đi khám đó. Coi khám cái đầu có sao không? Không. Trời trời, mà cái đầu mềm luôn hả? Ừ. Để chú em bớt. Chị em xích nhẹ nhẹ thôi không? Con em vô nhà được không? Nhà đi chứ, em vô tự nhiên không có gì đâu. Đây nè, chị bảo quay. Chị bảo đảm cái chuyện đó là con chị không có gì hết. Không, bảo đảm không có. Chị bảo đảm những chuyện gì chị nói là. Ở xóm này là cô chú ai cũng biết hay ai cũng biết hết trơn. Quý vị, Thanh Trúc á nhận được cuộc gọi của chị nè. Nói con của chị á có cái lạ lắm. Thường là đỉnh lễ là chắc sáng chắc trưa hay gì chị? Chắc sáng chắc tối chắc trưa, chắc nào cũng là tùy theo đó. Hoài gì luôn hả chậu? Ừ, hoài gì luôn đó. Phải dùng cái thanh xét này sơ tinh hồn cho thấp không? Nói là có gì à em? Nói gì đâu anh. Ừ. Em, mình lại như gì nè, là nó khỏe được cái gì em trai? Nó không khỏe được chị, nó mệt. Mệt là sao mình không nghĩ đi mình lại như chị? Lại khỏe. Cái này là em nói là để cái gì? Trả hiếu cho mẹ hả? Cha hả? Cha là mắc rồi hả em? Mắc hiếu nợ em. Em thấy em là mình đi là một ngày nhiêu kiểu chị? 20 mấy kiểu. 20 mấy kiểu là em đi em. Hai là mấy kiểu. Em đi sao? Em đi 20 mấy kiểu là như thế nào? Thử ra. Cái này cái phần của em là gì? Em biết cái người đó là mẹ em mà năm nay em bao nhiêu tuổi? 28 tuổi anh. 28 tuổi anh, có vợ chưa? Có vợ em đâu vậy đó. Gì không có vậy? Kiếm vợ hả? Kiếm vợ sao lại vậy? Em quên gì? Không có gì hết. Con men ngồi chơi uống nước đi, em đi vô. Không, ngồi nói chuyện với anh nè. Nói chuyện với anh đi, nói chuyện anh bình thường. Rồi em đi một ngày bao nhiêu kiểu? Dạ. Bị ép anh ơi, ép không biết được đâu. Ai ép? Ai biết đâu, cứ đi bình thường, nó ra kiểu nào. Bây giờ em vô đây ngồi nói chuyện với anh tí rồi. Anh nói chuyện với chủ nhà. Không, anh nói chuyện với em nè. Vô đi anh ngồi anh nói chuyện. Lát, trời ơi. Nói chuyện mà, nói chuyện như nhau, ngồi nói chuyện bình thường. Chứ có gì đâu. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đó luôn đi. Ngồi đi. Bình thường, nói gì mà chết. Kiểu như anh đưa lên ít đưa lên nhiều quá để cho em thở. Em là cho anh hỏi nè, là mình cái lại này á là mình tự nhiên hay là có ai ép mình không? Có anh. Ai? Thiên thần về ép em cũng biết. Thiên thần em ngủ bằng đêm em có thấy cái gì không? Kể lên. Có, em thì nằm ngủ mà ai nhúc nhích thì em không biết. Thế nó làm nghĩa là nó quên sớm làm chứng được. Nó sớm thì người ta nói em nha. Nói em sao lại hoài vậy? Lấy cái miệng vô lấy cái miếng. Nó thất thay trời, một đống vậy. Mỗi cái điện thoại lên 2.000 người chết em luôn á. Em lần đầu tiên gặp đúng không? Không, lần đầu tiên em gặp nhưng em thấy hoài. Hoài trên mạng à? Em thấy em hoài. Em, bà này là cái gì của em? Người dưng. Người dưng gì? Chị là gì chị? Chị là mẹ ạ. Tôi hỏi em lại câu này. Có mẹ nè, nhớ tụi con không? Có mẹ nè, nhớ tụi con. Người dưng. Nhớ không? Nhớ tụi con. Trời ơi, chị xanh đâu lại chị không nhớ. Chị nhớ ngày mấy tháng luôn. Nói một tí, 28 tuổi, 27 tuổi, 28 tuổi rồi đó. Ơi, vậy là bà 28 tuổi đúng rồi. Bà nói 27 hả? Nhưng bà đi đâu nhớ đâu, đó là cái hiệu của tôi. Vậy là 27, 28 tuổi đúng
Anh tính đi, đúng 28 tuổi. Rồi tại sao mà mình thường là mình có ấy lên là quánh mẹ mình, là sao mình đánh mẹ mình để làm gì? Hai cái kia thì kiếm được anh ơi. Thường quánh chị không? Anh khi nào đây chị bắt lại quánh? Khi nào mắc gì đâu quá, đầu nay về, nhà về, không biết được. Dạ, mà nè, nó đi, chị không cho đi, chị lo mà làm. Mất vậy. Hổng về. Hổng đi, chị nói chị hỏi cha về chị biết mất. Cha về. Cha là cha của em hay gì? Cha của em. Ừ, không biết một hay thiệt, em không biết. Trong em từ nhỏ lắm. Trong mình em là có hiện tại là phải em không hay là người khác? Không, người khác em. Anh, em nói thiệt nha. Ừ, em đã dành gặp như đây em chạy tiêu đó. Người khác nha. Người khác. Tại sao nhỏ, tại sao em vô trong mình của em như này, em quậy dữ à? Quậy dữ à? Chị cho em hỏi thì chị. Vì không ngồi tí xíu rồi cho anh tí. Không. Em ngồi, em uống nước đúng không? Em ngồi cho anh hỏi một tí nha. Lần đầu tiên em sau cái sự việc mà xảy ra mà như thế nào mà em nói hỏi gì chị? Chị có bình thường, không có nhận chứ. 23 tháng 9 năm 2023 tới giờ đó. Tại vì mình nguyên luôn. Tại mơ nha. Ngồi đây tìm ra. Nó nói gì nè, ngồi xuống đây mơ mơ. Nó tính ngồi cho anh chút nói chuyện. Nó nói gì nè, nó nói mẹ à, tự nhiên sao mẹ để cái hình đã lô của mẹ, nó đem luôn. Con điện mẹ lên đem luôn nè. Cái chuyện mới này cũng nói, ủa, cái hình đã lô của mẹ đâu có để đem luôn đâu. Là hồi lúc tỉnh bác không có gì nha. Là có khoảng mấy tháng sau. Đẹp trai thiệt. Đẹp trai. Đẹp trai được. Cái người có thể nhìn đẹp trai. Anh ơi. Mặt không anh nhìn dễ thương. Đẹp trai nhìn tính chắc hay cặp. Sửa đó. Anh biết. Anh biết. Rồi được không? Coi được. Rồi cái anh đó. Cái anh đây bỏ đi anh đây. Anh không chịu kẹp đâu. Anh này nhìn có cái. Anh nó không chịu kẹp đâu được. Em không có chịu kẹp đâu, đừng có ẹt em. Thôi, xin anh. Uống nước đi, uống nước đi, uống nước đi. Uống nước. Ủa, mọi người ngồi tí xíu, mọi người xíu cho anh nói chuyện với anh. Uống nước xíu em, uống nước. Em biết anh ở đâu không? Anh tuốt ở trên Sài Gòn á, anh xuống á. Xa lắm á. Có người nhờ không anh? Ừ. Anh sớm tới nhờ đấy. Sớm tới nhờ, ngồi đây nè. Ngồi đây mời. Chị. Thành đủ chưa mấy anh? Chưa đâu. Chị. Lần đầu tiên em thấy nó mà bị cái sự việc cái gì 10.000 là tôi kể cho em nghe coi. 10.000 là một người tội nghiệp em. Cứ lại đặt đầu bóp như nè. Rồi cái gì ngồi đi. Có đôi khi á, lại làm như là ngồi đâu cũng lại như vậy hết. Rồi tới hết cái qua cái lại đó. Cái bắt đầu cũng quỳ cũng lại mà không có ra tới mà đường như bây giờ. Cũng lại vòng vòng nhà. Rồi nói chuyện cũng là chốc vậy nè. Cái chuyện đi thấy làm thầm hoài mà nói chuyện gì không à. Cái chị mới nói ở nhà mới nói là nó bị tâm thần, thằng mới đưa nó lên trại tâm thần ở trại tâm thần nhớ không? 14 ngày nhà nữa 20 mấy ngày một tháng có giấy rồi, trên 15 ngày có giấy. Ủa, có giấy hút rồi đâu phải mẹ đúng đó hút luôn 15 ngày đúng lịch 15 ngày có giấy mà nó mới ở được 14 ngày nếu cầu đôi về hút luôn thì giấy không phải giấy này là bất tử rồi. Có giấy đó đem lên mấy anh không là thường sao? Là em nó có ví dụ mà kiểu như có chơi này chơi kia không? Không, trước có chơi mà nghỉ thời gian. Lúc sao? Đó là bà tì có mình nói nha. Có chơi, có thời điểm chơi chút xíu rồi. Lâu rồi. Chơi chút đỉnh là nhà này đỡ nhà cũng biết là chút chi có giống như bấm game thì đi vui thôi. Bấm game nha. Sáng không nghỉ, thời gian thì không biết không làm gì vậy. Còn em có chuyện gì đâu. Chắc nói chuyện với em cũng khác nữa. Tôi muốn sớm thì biết. Họ nói đúng tiếng đó mà. Đúng tiếng luôn à? Ghê vậy trời. Ở bên kia bấm giùm cái rồi cũng lại bấm giùm cái cho đổi giọng đi. Đổi giọng coi. Rồi đổi giọng rồi. Em nói nghe nè. Đó, em nói chuyện bình thường luôn á, nghe không? Ừ. Chuyện bình thường nha. Đó, nó vậy á, giọng khác con hàng. Có giọng nữ không? Có giọng nữ không? Giọng nữ nãy đó không nội. Nãy giọng nữ đó hả? Giọng nữ mà tay chế cổ có nam.
Nghe là nói bao nhiêu lúc tôi tiếng cảnh mà tôi trời ơi chị nhiều lúc chị không nhắc đây là nói nhiều lúc nó nói nhiều tiếng quá chị đang nhớ thì cái nói bao nhiêu tiếng mà vậy em dịch cái tiếng ngoài cho nghe coi tiếng nước ngoài em chịu không có tiếng nước ngoài đâu tiếng gì vậy em sợ chứ không tiếng gì chứ không phải là tiếng nước ngoài rồi rồi đấy làm em ra đi đâu xả lũ cái cũng về đi đủ rồi đó hả để chưa đó đủ đủ ở đây đủ ở đây nó không có gì hết mà nó bị sắc là chị bị sắc hồi đó nó đi học thì nó có em chị cuốn á chị con chị mà lớn rồi chị có hai con mà em đó sao mà nó bị sắc là chăng mất một lần da nó đánh gì đánh da máu da máu hồng da máu đầu luôn mấy cái ngày trước cha ngày trước cha nó nghe là bắt đầu nó bị sắc cái cuốn đó là đi học về là chui vô trong nhà không ăn cơm luôn thì từ từ cái hết rồi cũng không phải là hết liền đâu nha kéo dài cũng cả năm trời năm mấy rồi mới hết rồi cái sau này thì nó vẫn bình thường đi làm rồi vẫn bình thường không có gì hết rồi bắt đầu là đi làm hồ đi sơn nước nè đi làm đá hoa cương rồi đi làm ra thì nói cho nghe tới thời gian sau tự nhiên sao mà nó nói mất mình hai năm rồi nay nè là cha nó bệnh cha nó mất á nó có nói nè không ai đi muốn ai không ai về hết trơn mà cô chú không ai nói hết trơn thì cha nó mất ở đây nè nằm trên bàn đó con chị cũng có cú sốc nặng lắm chị biết người ta có một cú sốc chị không nói con đây có ba cú sốc nữa vì nhà em tự nghĩ đi có mẹ con chính con chị nghe lời cái bà hồi nãy chứ hỏi là chị không cho nói chuyện hai đứa chị nghe lời là tiền đó bỏ thằng này bỏ chị luôn đó từ cái chỗ đó ngày con chị nó bệnh đưa vô bệnh viện đưa hồi nào mười mấy triệu nói chị đưa cho chị có 2 triệu mấy là chị về chị đem thằng này đi gửi lại tiền chị làm ở trên công ty của thuốc trừ sâu á chị nấu cơm cho nó đó là về chị lo cho con, chị lo cho con chị không chứ thật sự con chị nó có gửi cho chị không, nó cầm nó gửi cho người ta. Bây giờ nó đi ra nó nói là con mẹ không biết điều này kia bây giờ. Bây giờ này ông ấy cho nó mát chị, này hả? Nhà máy gọi này cho nó mát à? Thôi, bây giờ ngoài nó bỏ nó đi, đi ngoài nó bỏ nó đi. Không nhà mới được. Đây đây. Được rồi, tao mở mở đây, vô đây là tiên. Đấy. Con ơi, mình vô mở quạt cho mẹ ơi. Con vô mở quạt cho mẹ ơi. Ở Sài Gòn xuống đây mà... Mở quạt lên cho mát nha con. Mở quạt lên cho mát nha. Mở xíu anh. Mở xíu anh. Tôi đi xuống đây xa lắm, xuống đây chơi. Gì? Gì? Cái cảnh nó nặng đầu em nó phát bệnh. Nó phát bệnh lên rồi á. Nấu làm cho ngay ở sớm người ta cũng cho. Tất cả cái người nào cũng có cầm cho nó là tổng cộng 2 triệu mấy. Trong khi 2 triệu mấy đó á. Là em nó chỉ có là nằm viện đồ này kia là chị cũng không có cầm cái số tiền 2 triệu mấy đó nha. Cái số tiền 2 triệu mấy đó nhờ người đi đóng tiền. Mà bây giờ trái lại đổ thừa nói chị rồi phân tách mẹ con không có còn là nói thẳng ra giờ bỏ đứt hai mẹ con chị luôn. Trong khi em nó bệnh, anh nó bệnh hoàng bại, em nó bệnh hoàng bại gì nữa. Một tay chị luôn, con chị không có nhà thì tới chứ. Em có từ nghĩ vừa làm mẹ vừa làm cha vừa hết tất cả rồi ăn uống tất cả hút men cho con hàng ngày rồi chị tưởng chị mới cầu cứu chị tưởng nghĩa mới gọi cho chị là cái to thuốc về cho em nó uống mà nó không uống được nó vui thì nó uống buồn đó nó có bệnh gì đâu sắp liền mà một ba loại thuốc đó mà chị không biết chị nói là vừa bệnh cho nó hết chị. Cho em hỏi nha, từ đó giờ em có ai ghi hình chưa? Không ai ghi hình đâu hết. Rồi bây giờ gì để cho anh hỏi. Một thanh niên rất là trẻ tuổi đi đứng phải quỳ gối và làm cái gì cũng quỳ gối hết trơn. Thì người mẹ chở đi bệnh viện thì nói không có bị gì. Đây là một cái thanh niên 28 tuổi mà đặc biệt thanh niên này và biết coi tai, coi bói như thế nào thì Thanh Trúc không gõ nha. Ở đây là Thanh Trúc quay làm sao thì chia sẻ vậy. Thanh niên này cầm bàn tay lên và nói cái này cái nọ thì sự việc thanh niên cầm tay và coi tay như thế nào. Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video gõ vì sao thanh niên này lại thích coi tay như vậy ạ. Thanh Trúc mời xem gõ video sẽ gõ hơn vì sao thanh niên này mà lại làm như vậy. Và với lại là em đi nhiều tướng hả chị?
nhiều tướng. Tướng gì ví dụ? Què có, sụi có, rồi không chứ là đủ hết. Đủ các thành phần. Lớn rồi. Rồi xỉn say, rồi đủ thứ hết luôn. Mà được, em có nhậu không? Khi nào mà có tiệc tùng gì vui thì nó có. Mẹ thôi, mà có chở đi bệnh viện không? Tôi nghe thấy chồng. Hồi đó có chở không? Hồi đó, giờ nó bình thường, nó có gì. Thì có chở em đi khám không? Thì chàng đi khám thì mẹ con đi vậy thôi. Mà cơ bác sĩ có nói gì không? Không. Bình thường ha, hả Tiên? Dạ. Sao mà ở nhà thì theo ý em đó là mình bị hành hay là tại mình làm như vậy? Bị phá rồi. Bị phá rồi. Không biết ai phá rồi. Trong gia đình ấy hiệp? Không biết ai phá rồi. Em thấy gì rồi, ngủ rồi nhìn thấy gì chảy không vậy? Em không biết, em ngủ chết bây giờ em. Có gì đâu, chứ không biết em chảy đâu thôi. Mình chỉ biết là em chảy đâu. Anh đừng nhớ chưa? Thì mình đi từ em cái hiện tại là mấy năm rồi. Cái hiện sàn ngoài vậy đó, còn đi ra bên ngoài tự nhiên 1-2 giờ đêm thì còn đi ra lộ. Chị có chạy theo em. Là ông hai con mình có gì sao em? Không phải là một. Có khi từ đây chị chạy nó xuống tới dưới cầu biến. Kiếm gì? Đi khơi khơi vậy. Gặp trai dữ lắm luôn rồi. Cái này trước chị đi, nó đi bằng đây ra tới cái nhà đó đó mà chị thầy chạy theo nó cũng chết. Em không thương mẹ em sao tiếp? Không. Mẹ buộc em mà. Mẹ, tại sao em mất mẹ? Vì khi em hổng. Hổng. Thấy mẹ em là người mẹ mà hổng thì hổng. Thì tại sao còn được con nó quán chuyện là cái lý do gì? Không có làm. Không có làm. Không làm. Không quá thì mà nhà quá lúc kia. Không làm quán đây thì. Tại sao em mất mẹ? Vì khi em hổng. Hổng. Thấy mẹ em là người mẹ mà hổng nhìn hổng. Thì tại sao còn được con nó quán chuyện là cái lý do gì? Không có làm. Không làm. Không làm. Không quá thì mà nhà quá lúc kia. Không làm quán đây thì. Nó kiểu như nó đẩy cái tay chị vô cái cánh cửa. Thì chúng cái tay chảy máu vậy đó. Xin lỗi. Không biết, nhưng nó cách nay á, đi hôm qua đi trước á, thì có tự nhiên nó nắm cái tay chị lại như đàn bè cái tay chị. Gì vậy? Mà nó không phải em cái gì? Lúc đó là cái gương mặt tròn mà con mặt sắp giờ ở mặt. Rồi, bây giờ muốn có ai nè, có ai ngồi muốn lên cái gì đó lên đại đi. Lên nói lên, muốn người nào nói chuyện đó, nói đại đi. Bây giờ có giọng nữa. Mà tại sao tay rung? Này để sao để móng tay dài dữ vậy, không cắt bỏ đi. Nói giọng gái nghe. Gái bao nhiêu tuổi? Cúc gì? Dính dính vào một đời cúc nhỏ này. Đó, thì cũng khác rồi. Em nói được bao nhiêu thứ tiếng? Em không có nói được thứ tiếng mà. Em nói mấy giọng? Biết được rất nhiều. Nãy giờ em nói hai giọng bao nhiêu? Em làm như là mẹ, em sẽ lo cho người đó. Bây giờ em muốn đi chị bệnh không? Lo lên Sài Gòn. Đi. Chở em lên đó để vô cái bệnh viện, vô cái bệnh viện rồi hiệu quả thì mình phải chở em đi chưa? Dạ chú. Sao mình không vô đó? Trời, khả năng chị không có. Rồi sao mình không đi lấy thuốc nhiều? Vậy chị có trên đó nó đưa thuốc cho chị cho nó uống trong vòng đâu mấy tháng trời rồi nè. Cũng vậy ha. Anh nghe nói gì nè. Anh nghe nói tí là nhìn các mặt người ta là đón được tánh tình và đón được cái sự làm việc của người ta. Cô cũng nói là nó biết có hay không? Hay nói, anh này biết luôn. Đó nè. Đó nè. Đó nè. Đó nè. Đó nè. Coi cái nó có giàu không? Không, tướng khá nhìn vậy. Tí, tay anh là tí. Coi tay anh tí. Không, đứa anh hay đọc luôn. Coi à, cho sao chứ có cái chỉ mà chữ biết tí. Không biết anh cũng tính anh đọc cái chuyện. Cái gì hả? Em coi anh coi làm ai cho tí. Nữa đây, anh không biết cô tướng anh. Sao em nhìn tay anh? Nhìn đi quý thôi. Còn đi dễ rồi anh. Dễ hả? Thế mà em không biết mà. Nói chứ mà có tiền hay không? Dạ, nó là có em mà giàu lắm. Không phải hai bên này. Tí giúp con nó một giai đoạn. Tính hơi cọc hơn, có trách nhiệm hơn đi. Làm đầu tiên quá bệnh là xuống dính sình nha. Mẹ em giàu không? Chứ đâu phải đầu tiên không? Mấy ngày mà tại vì bà yếu á, ta nên bây giờ em đem cứ ta hết ngồi đi. Mình sẽ xíu. Sẽ đi uống, phải tính chịu gì.
Ô, nó tích. Không có, bây giờ rửa tay mình chơi đi. Bị cuốc nè. Con về, con chanh cũng chanh. Chanh đi, đi bỏ nó đi bỏ. Chị nó có cái xài người ta cháy hoàng hoại mà đi ngay cạnh chị chứ đây rồi nhà cửa đập phá tan chành hết. Trời ơi cái này chị về chị sửa, chị lấy là đâu phải như vậy đâu, nó đốt nó lộn nó làm còn hơn là đóng cho toàn nữa. Okay. Đấy có chị sợ. Chị sợ mà đứa con mình còn dám nghe. Bây giờ vụ của mình bây giờ nó có gì đi chăng? Nói chưa? Nó có tấm công chị đi chăng là cũng là con mình. Người ta tới đến rồi ở đây có những người ta nói là chị không có nên ở lâu ngày bên nó. Chị nó biết mà những con mình hỏi nó đâu em. Ví dụ nó lên cái cơn. Anh có nói đừng vậy, đừng đi. Chị chứ chị anh biết là chị không ngọt hỏi. Được. Cảm ơn đi làm chơi thế. Cảm ơn Hồng. Rồi bây giờ là nó bây giờ bữa nay có cái gì nói cho tôi nghe đi, ví dụ muốn mấy tôi giúp gì nè, giúp về cái mặt là mấy anh em tôi giúp là nói chung là được phần rút men mấy anh em tôi giúp được. À, mẹ em nói em á, nhiều khi em chặt cây xài người ta và em đặt mấy cái nhà này, nhắc là em nhớ em không? Tại sao mà em đọc nhà sao mẹ em nói? Vì sao em không bận rộn được vậy, em đánh rồi được. Vì sao em phá chặt xài người ta nhà nói với chị bên đây. Tôi biết không biết. Sao ta? Sao mà mẹ mình mà em kêu bằng tên bằng mày không biết. Bà này có việc thật sự mà phải mẹ em không? Không, đứng chính thì mà thật sự phải không? Không, mẹ em không có mẹ cũng chị có phải mẹ em cháu không? Không, chị nói thiệt chị là mẹ của cháu. Nhưng mà chị là sao không tháng mẹ nói chính quyền địa phương đây ngủ đi. Mà sao cháu không được gì? Chị có làm cái gì là không tốt cho cháu không? Em xin nhờ biết em con em chấp nhận thì mình cũng không đi được. Thôi con nhỏ không có nhận chị có đứng chờ cháu không? Hả? Mẹ có đứng chờ cháu. Ai coi? Ai coi là thợ đi chơi đi không? Chị có khi nào mà em này có một cái áp lực nào cái chuyện gia đình không? Chị kể cho em nghe. Thì chị nói đó. Chị kể lại cho em. Bị trầm cảm hết thẳng là hai ba đợt. Một lần hồi đó nó đi chơi ra nó đánh nó. Rồi về thì mới dành đi đánh nó. Là chủ yếu là thấy cha. Thấy chưa, chưa biết gì chưa. Cha đánh mẹ ra máu đầu ra máu hồng. Cho nên mình bỏ sợ. Ly nước sau lưng. Đúng rồi. Là cái cú sốc đó đó. Một cái cú sốc. Ngày cha mất trên tay em không có ăn em không có ăn. Là ai cái cú sốc không? Chị nghĩ là cái cú sốc sau cùng nó nằm. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Có lẽ là chị hồi đó là cháu không? Nói dành sang người chết lắm. Em là nói chị là không phải mẹ. Biết hỏi vậy. Không biết làm gì hết. Vô, con trai rút mắt đi. Rút người ta giống như vậy. Sao không giờ có biết chứ? Sắp chết là gì đó? Có biết ai trong nhà có ai chết không? Rồi tối ngày là gì không đó chị? Vì bà con dù họ tiếp dĩ thương lắm. Ngày đầu tiên đó. Giọng khác rồi đó. Tôi hỏi ai à? Ai? Hỏi ai à? Ai này là ai? Tên gì? Gì? Tên gì? Tên Trường. Trường đúng không? Tên nó là Trường.
trong mình có ai trong này không? Nó một đống người, một đống người nào, người nữ chứ? Người nữ nghe điều hết á, người nữ là má chị. Thôi mình chơi không chứ? Thôi mình muốn gặp cái người, thì muốn hỏi rõ cái câu chuyện vì sao mà mình quỳ lại từ đầu ngõ cho tới vô trong nhà, vì sao mà mình phá nhà, vì sao mà mình đánh mẹ mình? Không có đánh, mình không thấy. Dạ. Mà tại sao mẹ mình mà mình kêu bằng mày chúng ta? Nó thì nãy giờ hay nói chuyện anh biết mà mày động nó cũng phê thôi. Mày nghe cái xét mày. Xét mày. Mày động thì của người ta, nói chuyện của người ta, động của người ta. Cái xét cũng có chị nói xét luôn. Cái xét cũng kêu mà. Em chưa ở đây, em sớm đi hỏi đi. Từ cái đó, có mẹ biết gì không? Còn nhỏ đó, hồi đó em có không, mà chỉ là sớm. Không, ở đây em chưa nói chuyện không có. Nói xác xác thì nói thôi. Không biết, xác xác nói. Người nào nói? Một đống người. Người nào thì nói đi. Không nào, phải trai mà. Chứ người nào, xin đi, xin đại đi. Sớm là đúng chính rồi. Ừ. Sao quậy quá vậy chứ? Sao quậy dữ rồi? Sao quậy dữ rồi? Sao quậy dữ rồi? Mà đi chợ, chở đi bệnh viện rồi thì không có gì cho mình. À, chị về chị chở đi thầy là không bao giờ đi. Đi thầy đóng luôn. À, đi có thể nằm đi Nam Sơn. Nghe anh sao? Tôi là người xíu rồi, không? Rồi, ăn uống. Dạ, xíu rồi. Buồn nhẹ xíu rồi. Tôi là thiếu niên có. Mấy người đã có chết, chết hiện tại ấy, đang chết gần đây, mấy trong đó là có, thì chắc nhận. Ừ. Em ở đâu? Có nhậu ở đâu? Có nhậu ở đâu? Trên đường hồi đâu? Về. Anh bạn cứ đi để tập tính tiền, bớt. Anh bạn cứ đánh. Ừ. Đó. Dạ. Rồi, thầy cho sao? Lâu quá không nhớ? Một cái năm rồi, nhớ không được. Biết tính tiền không? Cái hai phòng đó. Biết tính tiền không? Biết. Dạ. Chắc không. Có gâu hả? Rồi nói chuyện đi. Không phải tống rồi. Rồi nói chuyện đi. Vậy là thường là em là người không vậy đó. Rồi em có ăn uống gì không? Trước khi cho chồng quỳ để là không ăn. Không ăn 2 ngày. 2-3 ngày là không ăn, chỉ có uống ép và uống. Cũng như là chị Pha là chị sữa là uống một hộp gì đó. Rồi đem vô để uống. Không, chị đó. Để đem vô để uống. Tại anh cậu đâu? Là chỉ như vậy, còn bệnh da nó vô trong trong vậy. Còn để cái mặt gì. Trên cái bắp gì. Tôi thích đâu rồi đâu. Đó, không rồi. Chị gái. Không rồi, nhiễm CBD thì mới gì đó gì kìa. Anh coi kìa. Đỏ. Mặt em cũng hơi đỏ, nhưng mà mặt nó đỏ hơn kìa. Ông này không thích tươi mà đâu. Có bạn gái chưa? Chưa, không thích tươi không? Dạ. Không có thích tươi không? Tôi có gãi rồi Huy. Sao mặt mày nó chót? Tôi nghi quá, tôi nghi ông này quá. Không, không mà. Anh là kéo gãi rồi. Thôi, bỏ nó đi. Em nè, rồi em đừng ngoại mẹ em nữa nha. Dạ. Bà này là thường tại sao mày kêu tên xưng hô là mày tao không vậy? Tôi bắt đầu mà tôi không có mày tao. Nãy kêu bằng gì? Nãy con nhỏ này. Nhỏ này. Cái lúc mình lên cơn là nhỏ này. Nhỏ này chị đi chơi. Mày đi nhang ra tao tắm rồi tao đi học. Tôi xưng tên gì đâu. Ờ. Lạ quá vậy. Ở đây lên là Thanh Trúc chia sẻ lên cái đoạn video này cho tôi chúng chị xem cho lạ nha. Mày đi nhang, mày đi nhang ra nha. Đó tao nói chuyện mày đi gian ra là lúc nói chuyện cười thiếu hố thì kêu anh uống gì là mặt gì mà chị gán chị kêu nữa thì nó mà cái tên đó, đâu tao tán mày anh chờ cái đó là em nói hay là ai nói tí ai nói cho anh nói cho anh nghe phải em nói rồi trời ơi là ban đêm là có thức nguyên đêm không chị? Nguyên đêm không? Rồi, có khi nào bị lắm là gì chị nói đó là có khi nào đó chị? Người ta nói là bị bệnh không? Người ta không có nói bệnh thần kinh mà nói là nói là bị bệnh chịu
Chị đó phải cứ vô mình đó là rồi. Gì ha? À. Rồi trả đi bệnh viện thì cũng có, nhưng mà người ta nói bình thường. Bình thường. Chị đi thầy. Nói hẳn là chị cũng có đi thầy nè. Đi thầy. Đi thầy thì thời gian hết. Về cũng hết, cũng thấy rồi ha. Quỳ lại rồi đàng hoàng. Đại là bây giờ có dắt đàng hoàng. Tốt nhiên là lạnh. Mai cứ... Dạ thì Thanh Trúc bữa nay á, cũng nhận được gọi chị này nè. Nói con chị rất là kỳ lạ luôn. Chị là thật sự là chị có chở em nó đi bệnh viện đồ con... nhưng mà lên trên đó người ta khám thôi chị, thì nó là nó không có gì thời gian nữa để cho anh theo dõi, rồi chẳng những đôi khi nó lên cơn như vậy đó người ta được bệnh viện rồi bác sĩ gực nó bắt nó lại mà, nhưng mà người ta khám thì bình thường rồi. À, bình thường nó mới cho vậy. Rồi cả nhà thấy một cái chuyện lạ, cả nhà, thanh niên mới 28 tuổi thôi đi đứng quỳ lại bình thường. Thì sẵn ở đây á, em nè anh Trúc gửi cho chị 500.000 cho chị giúp mua thuốc cho em nhé. Chị cảm ơn Thanh Trúc, chị cảm ơn mấy anh em, chị cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, 500.000 này là của chị Tina, để cho chị giúp cho chị nha. Tí nè, đừng có đi nữa để mẹ lo nghe không? Nghe mẹ nha. Nghe không, để cắt điện. Còn bây giờ là sao mà thường là kêu mẹ bằng tên là phải em kêu không? Không anh ơi. Chứ ai kêu? Đóng rồi. Một đống người đi. Rồi là nói chung là đây sắp tới đừng có đón mẹ nữa nha. Giờ mạnh khỏe nha, giờ bữa anh xuống lên được chịu không? Dạ. Gia đình anh chúc cũng cảm ơn của chú chị đang xem video và hẹn của chú chị một cái video tiếp theo ạ.